Chào bạn, rất vui gặp lại bạn trong video hướng dẫn tiếp theo về Photoshop CC 2017 hỗ trợ kiếm tiền YouTube. Thì như các bạn đã biết, trong quá trình mà các bạn mà thao tác làm việc và thiết kế với Photoshop thì việc mà làm việc với một layer hoặc là rất nhiều layer đấy, làm sao để cho nó dễ dàng và thuận tiện nhất là điều mà hầu như các bạn mới làm quen với Photoshop đều quan tâm. Thế vậy làm thế nào để có thể là thao tác với các layer một cách hợp lý để các bạn thiết kế một cách là rất chi là dễ dàng và nhanh chóng, hiệu quả nhất, thì là trong bài này mình sẽ giúp các bạn làm quen, làm việc cũng như là thao tác với layer và sử dụng các cái hiệu ứng mà hỗ trợ layer như thế nào cho nó hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng khởi động phần mềm Photoshop của mình lên nhé. Thì như các bạn biết thì để mà thiết kế thì các bạn là có thể thiết kế rất nhiều thứ với Photoshop, nhưng mà trong cái khuôn khổ mà hỗ trợ mà các bạn mà kiếm tiền với YouTube thì mình chỉ xoay quanh những cái hình ảnh liên quan đến việc là hỗ trợ kiếm tiền với YouTube mà thôi. Thì để bắt đầu thì các bạn là vào phần New nhé, New thì để thiết kế ra một cái ảnh thumbnail thì các bạn chọn vào phần phim này. Đấy, các bạn chọn là cái chuẩn là HDTV này 1080p với cái kích thước chuẩn của nó là 1920 nhân với cả 1080 thì các bạn chọn OK nhé. Thì ngay lập tức thì các bạn đã được một cái khung đấy, của cái hình ảnh thumbnail như này. Thì ở trong bài trước thì mình có là chia sẻ với các bạn về cái nguyên lý bố cục ấy. Đấy, sử dụng cái bố cục 1/3 để thiết kế ra những cái hình ảnh thumbnail làm sao để cho nó hấp dẫn và thu hút người xem nhất, thì là các bạn cùng chú ý nhé. Thì để thiết kế thì bao giờ các bạn cũng phải là lên ý tưởng bố cục cho mình làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ đây là một cái hình ảnh thumbnail mà mình đang chia sẻ với các bạn trong cái bài năm này làm việc với layer. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi làm sao để thiết kế ra một cái hình ảnh thumbnail như này dựa trên thao tác với từng lớp layer. Thì các bạn quay trở lại nhá. Thì để bắt đầu thì mình có thể là đi tìm đây, thì mình tìm sẵn là cho nhanh rồi. Đây mình tìm một cái hình ảnh minh họa cho cái Photoshop CC 2017 để mình sao chép này. Đây, cho mình chọn sao chép hình ảnh. Đây, và mình Ctrl V vào đây. Ctrl V vào đây các bạn nhé. Và mình có thể là kéo đặt nó vào một cái khu vực nào mà mình mong muốn. Mình giữ Shift và kéo xuân đều. Mình chỉ lấy ở cái khoảng này thôi. Ok chưa? Mình chỉ là lấy ở cái khoảng này thôi. Mình Enter. Hoặc là mình có thể là chọn hai cái đối tượng này. Đây, cái đối tượng đầu tiên là background các bạn nhé. Đối tượng thứ hai là layer. Thì các bạn hãy chọn hai đối tượng này. Thì mình dùng cái lệnh căn. Đấy, cắt giữa hai đối tượng này theo chiều từ trên đến dưới. Thì bây giờ mình sẽ là đổ cho cái màu background cho nó nhé. Thì màu background của nó là màu này, thì mình có thể là kích đuốc này, mình đo đúng cái màu này. Đấy, đo đúng cái màu xanh của cái màu này, mình chọn OK. Và bây giờ mình chọn nó cái phần background, chọn nó phần background này, mình bấm trên bàn phím nhé, phím Alt Delete. Đấy, thì nó sẽ fill luôn cho nó một cái màu background như mình vừa chọn ở đây. Thì nhìn như này thì mình sẽ xóa bỏ hết những cái khung viền này đi, mình chỉ giữ lại giữ lại cái hình ảnh này thôi. Đấy. Thì có nhiều cách để xóa, một là các bạn có thể là dùng cái công cụ là tạo vùng chọn này để các bạn xóa đi, chọn lớp layer này các bạn nhé. Làm việc với các lớp layer này thì các bạn là muốn thao tác đấy, với cái lớp layer nào thì các bạn phải chỉ chuột trái đúng vào cái lớp layer này nhé. Ví dụ như mình muốn là thao tác với lớp layer một này thì mình sẽ chọn vào lớp layer một này. Muốn thao tác với lớp background này thì mình sẽ phải chọn vào layer của lớp background này. Các bạn chú ý nhé. Thế bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ là tạo vùng chọn này. Rectangle Marquee Tool. Đấy. Và mình sẽ vẽ ở đây một cái vùng chọn như này. Đấy. Và mình bấm Delete này. Thì các bạn thấy ngay lập tức Ctrl D để bỏ vùng chọn. Ngay lập tức thì cái hình ảnh kia nó đã bị biến mất rồi. Bị biến mất rồi đúng không? Thế bây giờ mình có thể là sử dụng thêm cái công cụ mà hôm trước mình chia sẻ các bạn ấy. Brush Tool này. Đúng không? Brush Tool. Và mình chọn thứ nhất là đây là kích thước độ lớn của cây cọ này. Đấy, các bạn muốn là cây cọ này, và đây là những cái mà kiểu xóa các bạn có thể là xóa với kiểu hình đấy, các brush, hoặc là xóa với kiểu mờ đấy, opacity này các bạn là điều chỉnh làm sao để cho nó hợp lý nhé, càng tăng lên thì nó xóa càng sắc nét đúng không đấy, các bạn là cho nó mờ đi thì các bạn là xóa nó sẽ mờ đi. Đấy, các bạn có thể là cho to cái cây cọ này bằng cách là chuột phải. Các bạn kéo. Đấy, cái cọ này làm sao cho hợp lý nhá. Đấy, và mình điều chỉnh. Đấy, để cho nó mờ mờ là cảm giác là cái hình này nó sẽ chìm vào bên nền.
đúng không? Cái hình này nó sẽ chìm vào bên này như này, thì các bạn nhìn nó sẽ là đấy, nó có chiều sâu và nó hợp lý hơn, đúng không? Đấy, tùy theo nhé. Đấy, cách đơn giản nhất để các bạn có thể là tạo ra một cái background về. Còn đối với cái hiệu ứng mà tác động lên cái lớp layer này thì các bạn có thể là chọn vào nhé. Muốn thao tác các bạn có thể chọn là lớp layer này vào trong này, ở trong cái mục Lomen này, các bạn chọn là mục Lomen này, đúng không? Chọn mục Lomen và các bạn kéo lần lượt chuột xuống dưới thì các bạn nhìn cái hình layer nhé. Đấy, nó đã thay đổi những cái sắc độ theo cái chế độ hòa trộn. Đấy, thì các bạn là thấy đấy, đúng không? Thấy cái hiệu ứng layer nào nó ok nhất, các bạn cảm giác là thu hút nhất thì các bạn là có thể chọn. Đấy, các bạn có thể chọn nhé, tùy theo ý các bạn nhé. Đấy, muốn nó trở về là ban đầu thì các bạn chỉ cần chọn là Lomen thôi. Đấy, rất nhiều những cái hiệu ứng đây mà tùy theo những cái hình ảnh nhé thì nó có thể là tạo ra những cái hiệu ứng khác nhau. Đấy, tùy nhé. Đấy, cũng như mình có thể là để lại chế độ Lomen. Rồi, ok, thì tạm thời như này. Và bây giờ lần lượt mình sẽ là đưa các cái chữ vào, cũng như ở ngoài này trên cái hình ảnh thumbnail của mình, Photoshop CC 2017 hỗ trợ kiếm tiền này, YouTube này, làm việc với layer, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì những cái nội dung gì đa số là mình có thói quen là mình sẽ là gõ nháp trước hết ở bên ngoài này các bạn nhé. Photoshop CC 2017 thì mình chỉ cần copy rồi thôi. Đấy, mình mở cái layer của mình lên. Đấy, đúng không? Mình mở lên. Mình chọn đây chẳng hạn. Và mình chọn chữ này, tay này để viết chữ. Chọn ở đây. Xong mình V. Đấy, Ctrl V cho các bạn nhé. Ctrl A lại này. Và mình chọn cho nó một cái màu. Giờ mình chọn cho nó màu trắng, đúng không? Đấy, thì tùy ý các bạn thôi. Các bạn có thể là chọn cho nó kéo xuống đây màu trắng, đúng không? Màu trắng, hoặc các bạn có thể gõ F, 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 F 6 lần F các bạn, F, F chẳng hạn. Ok. Thì các bạn sẽ được cái chữ màu trắng. Đấy. Các bạn có thể là kéo cho nó to lên chẳng hạn, đúng không? Kích thước như nào tùy các bạn. Đấy. Thì các bạn có thể là đặt vào đâu tí. Thì đây là những cái viền của cái khung an toàn các bạn nhé. Thì các bạn là thiết kế các bạn này lên là chừa ra những cái vùng mang tính chất là an toàn mà Photoshop nó đã gợi ý cho các bạn ấy. Thì những cái mà hình ảnh thumbnail như này nó sẽ hiển thị một cách là chi tiết và tuyệt vời hơn, đúng không? Đấy. Photoshop CC 2017 thì các bạn có thể nhân thêm cái đối tượng này lên nữa, Ctrl Z để các bạn nhé. Muốn thao tác với lớp layer nào thì các bạn phải chỉ chuột trái vào lớp layer đấy nhé. Cũng như bây giờ mình muốn copy thêm một cái đối tượng này, đúng không? Photoshop CC 2017 đấy nữa thì mình chọn vào cái lớp layer chứa cái chữ này, Photoshop CC 2017. Mình bấm Ctrl Z này để nhân thêm một đối tượng. Đấy, các bạn nhìn này, nó đã nhân thêm một đối tượng này, copy rồi. Thì bây giờ mình có thể là kéo dưới, giữ shift và kéo dưới, đúng không? Giữ shift và kéo dưới này. Đấy, mình chọn là chữ T để mình viết chữ này, đúng không? Mình chỉ vào đây, mình Ctrl A. Đấy, hoặc là bây giờ mình ra ngoài, mình copy lốt cái cụm chữ này vào, hỗ trợ kiếm tiền, đúng không? Ctrl C. Đấy, chỉ vào đây, Ctrl A này, Ctrl V. Đấy, thì mình ngay lập tức mình đã được cái chữ này rồi, hỗ trợ kiếm tiền YouTube. Bây giờ mình có thể cho to hơn, đúng không? Thì trong cái bài trước mà các bạn đã được học về cái nguyên lý bố cục ấy, nguyên lý bố cục, thì bây giờ là đến lúc chúng ta sử dụng nó để làm gì? Để chúng ta sắp xếp những cái đối tượng chúng ta đặt đúng vào những cái mà điểm điểm mạnh hay là những cái mà điểm điểm vàng các bạn nhé. Để làm gì? Để mà thu hút người xem. Rồi, ok, thì bây giờ các bạn chọn công cụ crop này. Các bạn kích vào đây một cái. Thì đây là xoáy xoắn chân ốc rồi nhá các bạn nhá, tỷ lệ vàng này. Đấy, nhưng mà nó theo cái hình xoắn chân ốc, tỷ lệ vàng cái hình xoắn chân ốc. Thì đây, thì cái hình này thì các bạn có thể là điều chỉnh một chút, đúng không? Điều chỉnh một chút như này chẳng hạn. Đó. Hoặc tùy các bạn thôi, đúng không? Ctrl Z lại thì tạm thời như này. Thì cái mà hình người đứng như này thì nó đã cũng nằm đang nằm trong cái tỷ lệ vàng của chúng ta rồi, thì nó cũng là tác động vào thị giác nhiều nhất, mà cái này sẽ là tác động mạnh nhất vào thị giác bên 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 phải các bạn nhé. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái mà cái tỷ lệ vàng khác. Đây, tỷ lệ vàng 1 phần 3 các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Thì để mà chuẩn này, xác định những cái điểm này thì các bạn kéo những cái lưới này xuống, đặt vào đây, đúng không? Kéo tiếp những cái lưới này đặt vào đây. Đấy, kéo tiếp những cái lưới này đặt vào đây. Đấy, thì đa số là ở bên này thôi, còn khu vực bên này thì nó đã có xoắn chân ốc rồi. Ok chưa? Các bạn chọn vào Move Tool này, kết thúc bỏ đi. Chọn Don't Crop, chúng ta không crop. Thì như này, bây giờ chúng ta đã xác định được những cái mà điểm điểm mạnh rồi, những cái tỷ lệ vàng rồi. Đấy. Thì bây giờ cái chữ này, cũng như mình có thể là thay đổi cho nó font khác. Thay đổi font chữ thì các bạn chọn vào tay này.
mình chọn cho nó phone là UTM Bbat. Mình rất thích cái phone này, cái phone chữ nó ngắn mà nó dày dặn, thì mình có thể là phóng to nó lên đúng không, hỗ trợ kiếm tiền đấy. Đấy, mình đặt nó song song đấy. Hoặc là mình có thể là cho nó ra đây một chút đấy. Đấy, ok chưa, hỗ trợ kiếm tiền YouTube đấy. Hoặc là mình cho chữ T thẳng vào đúng không, song song như đối tượng này tùy thôi, hoặc mình để như này cũng được đấy. Hoặc là mình cho to thêm một chút, tùy nhé, tùy các bạn nhé, ok chưa. Hoặc là mình có thể là kéo cho nó giữa đường này chẳng hạn, hoặc là mình để trên nó, nhưng mình sẽ là lấy cái chữ YouTube này kìa. Đấy, lấy cái chữ YouTube mình sẽ đặt ở dưới cái khu vực dưới này, thì nó sẽ là cả một cái cụm này, nó sẽ tác động mạnh đến hơn. Đấy, thì mình cứ đặt nó như này thôi, xong là tí nữa mình sẽ điều chỉnh tiếp. Hoặc là mình sẽ là đi tìm cái logo, logo YouTube rồi, ok PNG đi. Ok, thì các bạn là xem cái logo nào hợp lý thì các bạn có thể lấy đây logo này chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ kéo vào nhé, mình sẽ là copy ở máy tính của mình bằng cách là mình kéo. Đấy, các bạn có thể view, nhưng mình thích kéo thả hơn, thả vào đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình kéo thả vào trong Photoshop của mình, ok chưa. Đấy, thì mình đặt, không, mình đặt cái logo này, kiếm tiền YouTube này. Nhưng các bạn nhìn thấy mà cái chữ này, cái chữ U này nó đang là màu 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 đen thì nó được không được lỗi. Thì bây giờ mình sẽ là thao tác với nó bằng cách nào, đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng công cụ tạo vùng chọn này. Đấy, các bạn muốn thao tác này nhá, các bạn phải chọn lên cái lớp layer này và mình kéo một đường như này, được chưa? Kéo một đường như này nhá. Rồi, bây giờ mình bấm Ctrl U và mình kéo cái này hết về màu trắng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì những cái vùng mình chọn nó chỉ tác động nhá, tác động vào cái đối tượng chữ U này thôi, còn những đối tượng khác nó nằm ngoài vùng chọn này, cho nên nó không bị ảnh hưởng gì hết. Ta chọn ok, rất đơn giản thôi. Thì như thế là các bạn đã có chữ YouTube à màu trắng rồi, ok chưa. Thì các bạn có thể là phóng to hơn một chút đúng không, Ctrl Z lại đồn. Thì các bạn có thể là các bạn nhìn thấy cái hình này, các bạn kích đúp này nó lại hiển thị ra thêm một lớp nữa nhé, vũ những cái lớp này chẳng hạn. Đấy, các bạn cũng có thể là tác động vào lớp này, tác động vào lớp như này chẳng hạn, đúng không? Ctrl+U này, các bạn chọn đây, chọn lớp lớp này, Ctrl+U này. À, các bạn kéo nó về màu trắng này, chọn ok này. Ctrl+S để lưu lại này. Thì bên này nó cũng thay đổi các bạn nhé. Đấy, bên này nó cũng thay đổi. Bây giờ các bạn có thể là bỏ cái hình này này, chuột phải của nó này, chọn này, đây, retry layer này. Đấy, thì nó mất này. Thì bây giờ các bạn có thể là điều chỉnh. Đấy, nhiều bạn bảo là sao lại không tác động được vào những cái đối tượng này, mặc dù các bạn đã chọn vùng chọn, thì nhiều khi nó là do chính là do cái yếu tố này. Đấy, thì các bạn phải kích vào như thế thì các bạn chỉnh sửa được. Bây giờ các bạn có thể là kéo to lên. Đấy, kéo to lên. YouTube là đối tượng chính mà hỗ trợ kiếm tiền đúng không? YouTube đấy, thì mình để đây chẳng hạn, điều chỉnh nó ra một chút chẳng hạn. Đấy, nó nằm trên đường ấy chưa, nằm trên đường mạnh chưa, đúng không? Đấy, thì cái đối tượng này mình có thể là kéo kéo to hơn một chút này, đúng không? Cho chữ M nó thẳng hàng như này này. Đấy, ok. Đấy, thì mình đặt những cái đối tượng mà mình muốn người xem bị tác động đầu tiên thì mình đặt quanh đấy, cái điểm vàng này, đúng không? Ok chưa? Đấy, là những cái gọi là ý đồ trong thiết kế. Ok, thì là mình sẽ tiếp tục mình viết thêm một cái chữ nữa. Đấy, thì các bạn muốn thao tác với cái lớp layer nào nhé, thì các bạn kéo cũng như mình kéo như này chẳng hạn nhé, mình kéo như này chẳng hạn. Các bạn nhìn thấy này, cái chữ YouTube nó đang nằm ở dưới cái cụm chữ hỗ trợ kiếm tiền đúng không? Thì bây giờ mình muốn cho cái logo YouTube nó nằm ở trên thì phải làm như nào? Thì bây giờ các bạn nhìn ở bên lớp layer nhé, thì các bạn phải tác động vào lớp layer này, thì cái đối tượng nào ở trong lớp layer này, chứa layer này, đối tượng nào ở trên thì nó sẽ nằm ở trên cùng, đối tượng nào ở thứ hai nó sẽ nằm ở thứ hai, thứ ba nằm ở thứ ba, và cuối cùng nó nằm ở cuối cùng. Bây giờ mình muốn đối tượng nào nó lên trên thì mình chỉ việc giữ chuột trái và mình kéo kéo thả nó lên trên thôi. Thì các bạn nhìn thấy này, ngay lập tức cái lớp layer chứa YouTube này nó đã được ở bên trên rồi, đúng không? Đấy, thì bây giờ các bạn có thể là điều chỉnh. Đấy, tùy theo ý các bạn nhé. Đấy là những cái mà mang tính chất là thao tác về layer thì các bạn phải làm được nhé.
Nói là nó rất chia đơn giản thôi, nhưng mà trong quá trình mà thiết kế nhiều khi các bạn không để ý, thì đối với những bạn mới thì nhiều khi các bạn là rất chia lúng túng, không hiểu là nó chìm ở dưới xuống cái đối tượng bên dưới, không biết làm nào để các bạn lại đưa cái lớp layer này lên trên. Thì đây chính là cái cách cho những cái bạn mà mới nhé, thì là để các bạn nó có thể là thao tác và thiết kế một cách là dễ dàng nhất các bạn nhé. Tiếp tục mình lại đưa thêm những cái cụm chữ khác nữa vào đây đúng không? Thì bằng cách là ví dụ như là mình chọn một cái cụm chữ hỗ trợ kiếm tiền này chẳng hạn. Bây giờ mình bấm Ctrl Z trên bàn phím nhé, để mình nhân tiếp thêm một đối tượng này. Mình kéo đây. À, mình kéo đây. Đấy, mình cho nó ở giữa này chẳng hạn. Cho đối tượng chữ là nhỏ. Đấy, giữ Shift để kéo cho đều các bạn nhé. Cho đối tượng này chữ là nhỏ thôi chẳng hạn. Đấy, thì mình cũng có thể là viết thêm một cái cụm chữ gì vào đây. Hoặc là mình có thể để nó ở đây cho nhỏ hơn chẳng hạn. Đấy, hoặc là các bạn nó có thể là kéo xuống dưới. Nó nằm quanh quanh cái khu vực này. Đấy, khu vực điểm vàng này, đúng không? Khu vực điểm vàng này cho lên giữa cái đường mạnh này. Đấy. Thì các bạn có thể là viết một cái chữ gì đấy. Cũng như cái bài sau của mình là cái bài mà sử dụng hiệu ứng chữ chẳng hạn, thì mình có thể là thay cái chữ này vào đây. Cũng như là sử dụng hiệu ứng chữ này, mình viết luôn đây. Đấy. Đó, sử dụng hiệu ứng chữ. Đấy, thì mình có thể là để như này. Thì cái chữ này thì mình có thể là đấy, dùng phím lên xuống để chọn nhá. Sử dụng hiệu ứng chữ. Đấy, thì mình có thể là để như này. Đấy, ok chưa? Đấy, thì mình để nó trên nằm trên cái đường mạnh như này. Đấy, và bây giờ mình có thể cái chữ này mình có thể là cho nó sang màu màu vàng đúng không? Enter. Đó. Là bấm phím T này. Đó, các bạn chọn một chữ này, Ctrl A này. Đấy, các bạn chọn cho nó màu vàng, hoặc là các bạn đo màu bên này chẳng hạn, đúng không? Chọn OK. Thì cái chữ của bạn đã được đổi sang màu vàng. Đó. Cũng như là đây chẳng hạn. Đấy, thao tác với layer nhé. Thì đây cũng như là mình cho bài 5, thì bài sau của mình là bài 6. Thì mình sẽ vẽ ra một cái hình như này chẳng hạn. Mình sẽ vẽ ra một cái hình như này nhá. Bằng cách là mình dùng cái công cụ này, mình vẽ ra cái hình tròn các bạn nhé, hình tròn này, hình ellipse này, các bạn giữ shift để vẽ hình tròn. Đấy. Vẽ đến khu vực nào các bạn muốn nhé, màu sắc như nào tùy ý các bạn chọn nhé. Cũng như mình chọn nó là màu vàng nhá. Màu vàng đậm hơn đi, màu vàng theo màu chữ này, để cho hai cái thằng này nó có cái sự mà gọi là gắn kết với nhau. Mình chọn vào màu này, mình chọn vào đây đúng không, chọn đây và mình đo đo luôn cái màu này. Đấy, để cho hai cái màu sắc này nó có sự là gọi là liên kết với nhau, khi ta nhìn này thì nó rất dễ. Wow. Mình có thể là điều chỉnh cái hình tròn này to hoặc nhỏ, hay là hoặc là di chuyển tí nó chỉ xuất hiện như này thôi. Đấy, và bây giờ mình sẽ viết cái chữ là bài 6 vào đây. Bộ làm nào để tạo ra những cái mũi mũi chỉ này để thu hút người xem hơn chẳng hạn, thì mình rất đơn giản thôi. Thì mình vào công cụ pen này các bạn này, mình dùng cái công cụ này add anchor point này. Đấy, tool cũng như mình có thể là cộng trên cái hình này, cộng trên cái hình này vào cộng tiếp này, cộng tiếp một cái hình nữa này, một cái điểm 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 point nữa. Sau mình lại vào đây mình chọn này, chọn cái công cụ này convert point point tool này, chọn đây. Bây giờ mình sẽ là kéo đấy, một cái điểm nào đấy trên này, ok chưa? Ok, mình thả ra chọn move tool. Thì các bạn có thể nhìn thấy mình đã tạo ra được một cái điểm chỉ này, thu hút người xem hơn rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ viết, mình nhân luôn cái đối tượng này ra thôi. Cũng như mình nhân luôn cái đối tượng này ra. Đấy, chọn này, Ctrl Z này. Mình kéo cái đối tượng này sang đây, nước này sang đây đúng không? Và bây giờ mình chọn là chữ T để mình chỉnh sửa này. Đấy, mình viết là thằng 6 này. Thằng này, 6. Chữ, mình cho nó là màu đen các bạn nhé. Mình chọn này, đổ màu đen này. Hoặc là các bạn có thể gõ 6 số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter. Thì là các bạn sẽ được 100% là màu đen. Đấy, các bạn kéo thả vào đây. Nếu như nó chìm ở bên dưới này nhá, thì rất đơn giản thôi. Các bạn Enter này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đang là lớp một cái lớp layer đang ở này, thằng 6 nó đang ở bên dưới này. Thì các bạn kéo này, cho lên trên cùng. Thì lập tức thì đấy, thì cái đối tượng chữ của các bạn đã được nổi lên trên rồi. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể là dùng số phím lên xuống để các bạn là điều chỉnh. Đấy, thì số của mình nó xuất hiện ở khu vực nào đấy cho nó hợp lý đúng không? Enter để kết thúc lệnh.
Đấy, các bạn thấy to thấy nhỏ thì các bạn có thể là điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý, tùy các bạn nhé, theo cái con mắt là mỹ thuật của các bạn. Đấy, thì các bạn cũng như cái khu vực này thì các bạn thấy nó cảm giác nó hơi trơn trống, thì các bạn có thể là trình bày thêm một cái logo kênh, đấy. Bằng cách nào các bạn có logo thì các bạn đưa vào đây, hoặc là các bạn viết thêm những chữ gì vào đây chẳng hạn. Đấy, đúng không? Viết thêm những chữ gì vào đây thì là cơ bản nó sẽ là như thế. Cũng như chữ CC 2017 thì cái 2017 này mình có thể là cho to hơn lên một chút này. Bằng cách cho to đối tượng nào thì các bạn chỉ cần chọn vào nó đây nhé. Đấy, các bạn điền lên 80 chẳng hạn, đúng không? Đấy, 80 chẳng hạn. Thì các bạn có thể là thay đổi cho nó cái màu sắc khác. Các bạn muốn thay đổi cho nó cái màu sắc nào ấy chẳng hạn. Tùy các bạn nhé. Mình thì thích hay thích lấy kiểu màu tương phản của chính những cái đối tượng ở trên cái background này luôn. Ví dụ đấy chẳng hạn. Đấy, thì mình có thể là kéo cái đối tượng này ra đây một chút chẳng hạn. Đấy, to lên một chút. Enter. Đấy, mình đẩy đối tượng này lên trên một chút. Ok chưa? Đấy. Thì như các bạn thấy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn. Đấy, các thao tác và làm việc với layer làm sao để đạt những cái hiệu quả cao nhất để giúp cho cái quá trình thiết kế di chuyển sắp xếp các đối tượng của các bạn một cách là hiệu quả nhất và hấp dẫn người xem nhất dựa vào những cái nguyên lý bố cục mà ở bài 4 mà mình đã chia sẻ các bạn ấy. Thì là cái bài 5 này đấy, với những cái thao tác và làm việc với layer sao cho hiệu quả và sử dụng, đúng không? Sử dụng các cái hiệu ứng này, sử dụng các cái hiệu ứng trong layer này thì làm sao để cho nó hấp dẫn và thu hút người xem nhất. Thì hy vọng với những cái chia sẻ của bài này thì sẽ giúp các bạn là có thêm nhiều ý tưởng cũng như là thao tác thành thạo các công cụ, nhất là làm chủ được những cái mà thao tác với layer này để giúp cho quá trình thiết kế hỗ trợ kiếm tiền với YouTube của các bạn đạt cái hiệu quả cao nhất. Thì là bài số 5 này mình xin được tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong bài 6 làm việc với các hiệu ứng chữ. Hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo.